Chào bà con, đến với tin giá lúa gạo đây chỉ là bản tin mang tính chất tham khảo, giá cao thấp tùy từng vùng thời điểm mà có giá khác nhau. Kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe, luôn trúng mùa được giá. Cảm ơn quý bà con đã xem video. Quý bà con đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông phía dưới góc phải của video để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Giá lúa gạo hôm nay 29 tháng 3 tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm mạnh 200, 500 đồng 1 kg với mặt hàng gạo giá gạo xuất khẩu cũng giảm mạnh từ 3, 10 đô la Mỹ một tấn. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm mạnh với gạo. Theo đó, giá gạo hôm nay quay đầu giảm mạnh 200-500 đồng một kg. Tại các địa phương, như Tân Hiệp, Kiên Giang, Sa Đéc, gạo chợ về ổn định, kho chào giá mua thấp hơn so với hôm qua. Nhiều kho ngưng mua, chờ giá giảm tiếp. Cụ thể,

cám khô duy trì ổn định quanh mức 4.800-4.900 đồng 1 kg, giảm 200 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Theo đó, giá gạo thường dao động quanh mốc 14.000-15.000 đồng 1 kg, gạo Jasmine 17.000-18.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 19.000. 20.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 21.000 đồng 1 kg. Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg. Với mặt hàng lúa, ghi nhận tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long hôm nay, thị trường giao dịch ổn định. Tại các địa phương như Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp nguồn lúa vãn nhiều, giá lúa ổn định, lúa chưa cọc còn ít và khó mua. Theo cập nhật của tỉnh An Giang, lúa đài thơm 8 dao động quanh mốc 7.700-7.900 đồng 1 kg, lúa ong 18 ở mức 7.700 7.900 đồng 1 kg, IR 504 giảm 100 đồng 1 kg xuống còn 7.400, 7.500 đồng 1 kg, ong 5.451 ở mức 7.500, 7.600 đồng 1 kg, lúa ong 380 dao động 7.500, 7.600 đồng 1 kg, lúa nàng hoa 9 dao động quanh mức 7.700, 7.900 đồng 1 kg. Riêng nếp tươi 3 tháng tăng 100 đồng 1 kg lên mức 7.700. 8.000 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay giảm mạnh từ 3,10 10 đô la Mỹ một tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 592 đô la Mỹ một tấn, giảm 10 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 558 đô la Mỹ một tấn, giảm 5 đô la Mỹ một tấn, gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 478 đô la Mỹ một tấn giảm 3 đô la Mỹ một tấn